Hello các bạn, hôm nay mình ăn bún bò nhá, bún bò bà Mỹ nhá. Hello cả nhà yêu, hôm nay mình ăn bún bò nhá, bún bò Huế đấy. Đây là quán bà Mỹ, đây là tô xe tăng, tô khá là to đấy các bạn. Hình như là to nhất đấy, xe tăng mà, phải to nhất luôn. Mời các bạn cùng ăn tối nhá, nhớ đăng ký kênh cho mình nhá. Này, tô xe tăng này. Đấy. Rất là ngon luôn. Mời các bạn cùng ăn nhé. Nhớ đăng ký kênh cho mình để giao lưu nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thank you. Đây này. Cho thêm cái này vào nữa. Ngon. Đậm đà. Mọi người đăng ký kênh để giao lưu nhé. Thank you. Cuento.